Hello mọi người, thì như các bạn thấy trên màn hình thôi, hôm qua tới giờ thì Vincent có nhận được một vài cái thông tin của một vài bạn nhắn tin trên Facebook cũng như là comment ở trên phần video trên YouTube về cái chuyện là có một trang tin rất là lớn ở Việt Nam đưa cái thông tin về cái chuyện là những người tập gym hay sử dụng thực phẩm chức năng và ăn thịt nạc sẽ khiến chuyện sinh con trở nên khó khăn hơn, và cái chuyện là có những cái nhóm khoa học đến từ Anh Quốc là nghiên cứu ra một cái nghiên cứu là ăn dầu protein sẽ làm giảm testosterone ở nam giới, dẫn đến rối loạn cương dương vân vân và vân vân, giảm số lượng tinh trùng và dẫn đến cái chuyện là bạn khó có con, và cái chuyện là ăn quá nhiều đồ ăn chứa protein thì còn dẫn đến cái tình trạng ngộ độc protein do rất là nhiều cơ chế mà họ đưa ra như này. Thì mình sẽ làm cái video này để phân tích cho các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Cái bài báo trên Zing như các bạn thấy ở đây là phát hiện nguyên nhân mới có thể gây vô sinh. Ngay từ những cái dòng đầu tiên của cái bài báo này thôi là mình đã nhận thấy là cái sự thiếu sót về mặt kiến thức, hay là cái sự hiểu sai về mặt kiến thức của cái người viết bài báo này, hay là cái nhóm viết bài báo, hoặc là họ có thể là dịch thuật dựa theo cái kiến thức của họ dịch thuật lại thì dẫn tới những cái hiểu lầm rất là sai. Điều đầu tiên là những người tập gym là thực ra không có cái bộ môn tập gym, tập thể hình, tập tạ, tập bodybuilding, tập gọi là power training hay là tập cái gì ở phòng gym thì có rất là nhiều bộ môn chứ không phải là có bộ môn tập gym. Trong cái ngành này không có bộ môn tập gym nên các bạn cần phải hiểu như thế. Chúng ta thường hiểu là tập gym là tập tạ để xây dựng cơ bắp thì cái đó là cái hiểu rất là nôm na, nhưng mà trong nghiên cứu khoa học thì bao giờ người ta cũng phải chuẩn những cái khái niệm, chứ không bao giờ người ta nghiên cứu trên những cái đối tượng vốn không có cái định nghĩa đúng là cái bộ môn tập gym. Nên đây là cái đầu tiên. Và cái tiếp theo là các nhà khoa học cho biết chế độ ăn dầu protein sẽ làm giảm mức testosterone ở nam giới. Đây là một cách diễn giải không có đúng ngôn ngữ khoa học. Không bao giờ có các nhà khoa học hay là những cái nghiên cứu mà người ta đưa ra cái khẳng định theo cái kiểu một là một, hai là hai như thế này. Nó sẽ chỉ giới hạn trong cái ngữ cảnh của cái đối tượng nghiên cứu, của cái nhóm nghiên cứu, là tại vì nhóm nghiên cứu hay đối tượng nghiên cứu nó không có quy đổi ra 100% là ngoài đời sẽ thế và gọi là ở thực hành trong thực tế nó sẽ như vậy, là tại vì trong nghiên cứu khoa học thì nó bao giờ cũng có chữ có thể, mà nó phụ thuộc vào nhóm đối tượng nghiên cứu, điều kiện nghiên cứu ở đâu, nghiên cứu ở phòng lab nó cũng khác là nghiên cứu ở trường học, nghiên cứu ở môi trường tự do nó cũng khác là nghiên cứu những người mà đang ở trong tù. Một cái ví dụ mà mình đã nói trong rất là nhiều những video ở trên kênh, làm giảm mức testosterone ở nam giới thì là có thể đi, có thể xảy ra đi, ở trong nghiên cứu đó nó có cái kết quả như thế, nhưng dẫn tới cái rối loạn cương dương là một cái là bạn này bạn tự gọi là nghĩ ra, tự phiên ra hoặc tự dịch ra, tại vì cái chứng rối loạn cương dương là một cái chứng rất là phức tạp. Bạn bị rối loạn cương dương nó còn đến kể cả là đến từ cái tinh thần của bạn nữa. Cái đó là cái mà nó phải cần những cái nghiên cứu rất rất là lớn, chứ nó sẽ không có suy diễn như thế. Và nó lại còn suy diễn ra là số lượng tinh trùng thấp nữa, là tại vì giảm mức testosterone ấy phải giảm tới mức như thế nào. Ở trong những cái nghiên cứu khoa học thì bạn cứ thể tưởng tượng đi, người ta không thể nào mà vừa nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng này, xong đo đạc testosterone này, xong rồi bắt cái người đó đi sản xuất cái số lượng tinh trùng để người ta có thể kết luận được. Cái chuyện này là một cái chuyện là bạn này bạn tự diễn ra hay cái nhóm này tự diễn ra, nhưng chắc chắn nó sẽ không có những cái nghiên cứu nào mà nó được gọi là diễn ra với cái hình thức hay là cái phương pháp hay là cái cách thức tiến hành mà nó lại rất là lộn xộn như vậy. Rồi câu tiếp theo là những người tập gym hoặc người đang giảm cân thường được khuyến khích ăn nhiều thịt nạc, cá và dùng thực phẩm chức năng. Nhưng các nhà khoa học tại Đại học Worcester Anh cho biết việc tích tụ protein có thể khiến nam giới giảm 1/3 mức testosterone. Đây là cái giả định của người viết, còn thực tế thì khi mình đưa ra những cái kết luận là những người đang giảm cân thường được khuyến khích ăn nhiều thịt nạc, cá và dùng thực phẩm chức năng ấy, thì trong ngành này tất cả nó đều phải dựa trên thứ nhất là cái logic hoặc cái nguyên lý nào đó, thì nó phải có cái nghiên cứu phía sau, cái thống kê phía sau là bao nhiêu người giảm cân là thường được khuyến khích ăn nhiều thịt nạc, thịt cá rồi dùng thực phẩm chức năng. Cái con số đó là lấy từ đâu hay nó chỉ là cái giả định cá nhân thôi. Những cái người ăn chay mà giảm cân thì chắc chắn là không thể bắt họ ăn thịt nạc và cá được, và những cái người mà không có điều kiện về mặt kinh tế không thể nào bắt người ta giảm cân mà mua thực phẩm chức năng, và đặc biệt là điều kiện sức khỏe của người ta nữa. Cái chuyện tiếp theo là sử dụng những cái từ rất là sai như là việc tích tụ protein ấy. Cơ thể chúng ta
là ăn thức ăn vào có protein sẽ được chuyển hóa thành các amino acid và sẽ dùng amino acid để gọi là xây dựng lên những cái khối cần thiết ở trong cơ thể của chúng ta, hoặc là tích trữ dưới cái dạng là amino acid pool, hoặc là chuyển hóa nó thành năng lượng, hoặc là có thể là chuyển hóa nó thành gọi là chất béo, hay thậm chí là trong một số trường hợp thì có thể chuyển hóa thành gluco để cho não bộ bạn sử dụng nữa. Nên là cái chuyện ấy, sử dụng những cái từ như là tích tụ protein này kia là những cái từ mà mình không biết bạn lấy ở đâu, nhưng mà nó rất là sai. Hay như ở đây là các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra nếu bữa ăn có hơn 35% protein sẽ làm giảm 37% nồng độ testosterone, hay nói cách khác là suy giảm sinh lý. Phần nghiên cứu thì mình sẽ xem ở phần sau, tuy nhiên đây vẫn mắc phải cái lỗi là bạn không có hiểu gì về cái nghề này nên bạn diễn giải rất là sai lệch về mặt ngôn ngữ, cũng như là có thể gây ra rất là nhiều những cái hiểu lầm. Thứ nhất là cái bữa ăn và cái chế độ ăn nó rất là khác nhau. Một bữa ăn thì nó có thể tạo ra những hậu quả này kia hay là hệ quả này kia thì nó chỉ mang tính chất cấp tính thôi. Còn một cái chế độ ăn thì người ta phải nghiên cứu nó ở trong một khoảng thời gian nhất định. Nên cái chuyện này là cái rất là sai. Và cái chuyện tiếp theo nữa thì cũng mắc phải một cái lỗi như ở phần trên là cái chuyện mà giảm 37% nồng độ testosterone nó xong suy ra cái chuyện là suy giảm sinh lý ấy, thì thực sự các bạn chưa có hiểu về cái nghề này. Làm ơn đừng có suy diễn một cách rất là thô sơ như vậy. Phần tiếp theo là dư thừa protein và thiếu cáp cũng làm tăng cortisol vốn là hormone gây căng thẳng. Thì bạn nào nghiên cứu về fitness bạn đều biết rằng là cortisol thì không có thể hiểu một cách đơn giản là hormone gây căng thẳng được, mà thực ra nó là cái hormone để cơ thể chúng ta phản ứng với căng thẳng, phản ứng với stress. Nên cái chuyện này là một cái chuyện mà cần phải làm rõ, là tại vì rất là nhiều bạn vẫn hiểu một cách rất là đơn giản như thế. Và tiếp theo là nồng độ cao cortisol đã được phát hiện gây ức chế hệ miễn dịch, khiến chúng ta dễ bị nhiễm trùng do virus, vi khuẩn như cảm lạnh, cúm và COVID-19. Thì cái này chưa chính xác là tại vì nồng độ cao cortisol là phải cao như thế nào, cao ở mức bao nhiêu và cấp tính hay là mạn tính. Nếu mà trong cái trường hợp mà cortisol bạn rất rất là cao và dài kỳ thì cái chuyện là nó ức chế hệ miễn dịch ở một cái mức độ rất là khủng khiếp thì rất là đúng, nhưng cái chuyện đó là cái chuyện mà bạn phải hiểu rõ. Còn cơ thể chúng ta khi mà tăng cao một thứ gì đó theo cái dạng cấp tính và một cái cơ thể khỏe mạnh thì sau đó thì cơ thể sẽ tìm cách là trở lại cái trạng thái bình thường bằng cái cơ chế là duy trì cái homeostasis, cái cân bằng nội môi, để bạn có thể bình thường khỏe mạnh được. Đó là lý do tại sao bạn có thể tập luyện nhịp tim tăng cao, đường huyết tăng cao, rất là nhiều thứ tăng cao, nhưng sau đó bạn lại đạt được sức khỏe và khỏe mạnh hơn, chứ không phải là bạn cứ tăng cao cái gì là bạn cũng sợ. Cái này là một cái mà mình phải nói rõ dành cho những cái bạn xem kênh, hay là kể cả là bạn này bạn có xem được cái video này thì bạn cũng làm ơn là hiểu những cái khái niệm rất là căn bản này. Ăn quá nhiều đồ ăn có chứa protein sẽ dẫn đến tình trạng ngộ độc protein, vì trong quá trình trao đổi chất, cơ thể sẽ biến những protein dư thừa đó thành chất cực độc ammoniac. Tình trạng này lần đầu tiên được phát hiện ở những người lính La Mã với biểu hiện là tiêu chảy nặng, thậm chí là tử vong. Nói thật là mình rất là ghét những cái người mà không có nhiều hiểu biết về ngành này xong rồi dùng những kiến thức này kiến thức kia để đi hù dọa các bạn. Nếu cái chuyện mà ăn quá nhiều đồ ăn có chứa protein ấy sẽ dẫn đến tình trạng ngộ độc protein ấy, cái chuyện này mà nó là một cái khẳng định như thế thì nó sẽ được ghi vào cái phần khuyến cáo hay khuyến nghị của những cái tổ chức y tế uy tín trên thế giới, hay là toàn thể ngành y nói chung. Và đặc biệt nữa, nếu cái tình trạng này mà đã được phát hiện từ những người lính La Mã từ rất là rất rất lâu đời rồi thì chắc chắn nó sẽ thành một cái khuyến nghị khuyến cáo rất là to đùng dán ở khắp mọi nơi, ở trong bất cứ cái giáo trình nào học ngành y, để cho chúng ta có được một cái sức khỏe tốt hơn. Chứ còn cái này là một cái mà suy diễn hay một cái kết luận mà không mang tính chất khoa học, chỉ trong cái điều kiện mà bạn có vấn đề về mặt gan, về mặt thận, đó là những cái cơ quan mà sẽ giúp chuyển hóa cái này, chuyển hóa cái kia, hay lọc cái này, lọc cái kia, thì cái chuyện bạn ăn dư thừa protein hay là dư thừa rất là nhiều những cái thành phần dinh dưỡng này có thể tạo ra những cái tác hại đến cơ thể của các bạn thôi. Và khi các bạn nghe được những thông tin như này, thực ra nếu các bạn muốn quan tâm tới những cái thông tin như thế này, các bạn hãy xem những cái trang uy tín của những cái bệnh viện này, những cái bệnh viện kia, của những cái tổ chức y tế lớn trên thế giới, cái bộ phận về mặt y học, về mặt sinh lý học nói chung của những trường đại học rất là lớn như là Harvard cũng có, như là những cái trường đại học ở Anh như là Cambridge cũng có. Các bạn có thể đọc những bài blog trên đó, nó sẽ có những cái thông tin mà được trình bày rất rất là chính xác, đúng cái ngôn ngữ khoa học và giúp bạn hiểu được thêm, rõ thêm rất là nhiều vấn đề, tránh hiểu lầm. Và thêm một chuyện nữa là về dinh dưỡng nói chung, về các khuyến nghị khuyến cáo về mặt dinh dưỡng thì bạn có thể rất là dễ dàng có thể cập nhật, có thể tìm kiếm được, là tại vì ở Mỹ hay là ở châu Âu nói chung, hay là ở Canada, ở Úc, ở những cái gọi là quốc gia tiên tiến như vậy thì hàng năm
hay là hàng vài năm thì đều có những cái hướng dẫn về mặt ăn uống, về mặt dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe toàn dân. Và cái thời đại này, thời đại Google, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm được những cái trang tài liệu như thế, những cái hướng dẫn rất là bổ ích như thế mà hoàn toàn miễn phí, nên bạn hoàn toàn không phải đi xem những cái trang tin theo cái dạng giải trí như này. Còn cái nghiên cứu thì mình đã dẫn ra ở đây để các bạn có thể xem. Tuy nhiên các bạn có thể nhìn thấy rằng là ngay kể cả là cái tiêu đề của cái nghiên cứu này cũng cho thấy cái sự tào lao của cái bài báo như thế, dẫn giải hoàn toàn sai, hoàn toàn là tại vì cái tiêu đề của nghiên cứu này nó chính là cái mục tiêu của cái nghiên cứu này hướng tới là nghiên cứu cái tác động hay là cái mối liên quan giữa low carbohydrate diet, tức là cái bữa ăn mà có cái lượng tinh bột thấp, với lại cortisol và testosterone ở nam giới. Và cái phương pháp nghiên cứu ở đây được áp dụng đó là systematic review và meta-analysis, tức là nghiên cứu tổng hợp và phân tích tổng hợp dựa trên những nghiên cứu, rất là nhiều nghiên cứu trong quá khứ. Thì người ta làm những cái phân tích có tính hệ thống như vậy để đưa ra một cái cơ chế và người ta xem xét một cái vấn đề. Và như các bạn thấy ở đây là khi mà xem xét một cái nghiên cứu thì mình phải xem là cái phương pháp thực hành cái nghiên cứu đó là như thế nào, rồi cái mục tiêu hay là cái cơ chế hay là cái khả năng hay là cái vấn đề khoa học mà bản thân nghiên cứu đó hướng tới một cách chính xác. Chứ ở đây người ta không nghiên cứu cái bữa ăn gọi là high protein, tức là người ta không nghiên cứu về cái chuyện là bữa ăn mà chế độ ăn mà high protein, người ta không có chỉ đích danh như thế. Nó nằm ở cái cơ chế về mặt nghiên cứu nữa, có sự tham dự của 309 cái người mà tham dự những cái nghiên cứu trong cái phân tích tổng hợp này. Phân tích tổng hợp thì bản thân nó, nếu mà dùng đúng, nó là một phân tích tổng hợp chứ nó không phải là một nghiên cứu, là tại vì nó là một phân tích dựa trên một đống những nghiên cứu khác. Thì thực ra nó là một cái hình thức mà rất là đáng tin ở trong cái ngành này. Tuy nhiên bản thân nó cũng mang rất là nhiều những cái giới hạn. Và thực ra trong cái ngành này thì các bạn phải nhớ một câu là tất cả các nghiên cứu thì nó đều có những cái giới hạn nhất định, nên xem xét thì phải xem xét một cách kỹ lưỡng. Còn cái phần cái câu này là cái câu mà gây hiểu lầm nhất, là cái câu high protein diet cause a last decrease in resting total testosterone, và có một cái chỉ số ở đây là chỉ số mức giảm là 5,23 nanomol trên lít. Thực ra câu này phải ghi đúng là trong cái phân tích tổng hợp này, dựa trên cái chuyện là so sánh giữa chế độ ăn low carbohydrate và chế độ ăn high carbohydrate, và trong đó có so sánh giữa chế độ ăn là low carbohydrate nhưng mà high protein, tức là protein cao, và chế độ ăn low carbohydrate và moderate protein, tức là cũng là tinh bột thấp nhưng mà có lượng protein ở mức độ trung bình, là tại vì còn có một cái chất dinh dưỡng đa lượng khác là chất béo nữa trong cái bữa ăn, trong cái chế độ ăn. Nên cái này là một cái mà gây ra hiểu lầm cho các bạn, và có thể là rất là nhiều những trang báo nước ngoài thì người ta chỉ dẫn cái phần tóm tắt này và người ta không có đọc kỹ cái nghiên cứu, kể cả cái phần tóm tắt này người ta cũng không đọc kỹ, và người ta không có hiểu về meta-analysis cũng như là cái cách mà hiểu đúng về những cái kết luận về mặt nghiên cứu sinh lý học như này, thì dẫn tới cái chuyện là cứ đưa ra những cái khẳng định là cái chuyện mà ăn nhiều protein cao thì nó sẽ dẫn tới cái chuyện là gây ra là bạn sẽ bị giảm testosterone, và đây là một cái rất là sai lầm ở trong cái chuyện là bạn đọc nghiên cứu hay là bạn xem xét những cái kết luận về cái bộ môn này, thì mình sẽ phân tích rõ hơn ở phần sau nữa. Kéo xuống đây thì các bạn có thể thấy là cái tiêu chuẩn độ phù hợp của những cái nghiên cứu mà được sử dụng trong phân tích tổng hợp này, thì thực tế là cái phân tích tổng hợp này người ta sẽ xem xét rất rất là nhiều nghiên cứu có được ở trong mỗi khối dữ liệu rất là khổng lồ, và sau đó dựa vào những cái tiêu chuẩn này thì người ta sẽ loại bỏ ra những nghiên cứu mà không phù hợp. Thì cái tiêu chuẩn của cái phân tích tổng hợp này là những cái nghiên cứu mà dạng là intervention, tức là có cái sự can thiệp, tức là nhóm nghiên cứu thì đưa cho những cái nhóm đối tượng nghiên cứu những cái phương thức thực hành là phải theo chế độ này, phải theo chế độ kia, và tập những cái bài này, những cái bài kia, nó ở cái mức độ là can thiệp như thế chứ không để cho người ta tự do. Đây là một cái đầu tiên. Và về phần các chỉ số đo lường đánh giá thì người ta sẽ dựa vào những cái mẫu máu thử nghiệm để xem xét xem là cái chuyện là total testosterone lúc nghỉ của bạn như thế nào, hay là cái mức cortisol lúc nghỉ cũng như là ngay sau khi tập, hoặc là 1 hoặc 2 giờ sau khi tập, và cái đối tượng nghiên cứu, tức là cái đối tượng ở trong những nghiên cứu mà phù hợp với lại cái phân tích tổng hợp này là những cái người đàn ông trên 18 tuổi và khỏe mạnh. Thì cái nhóm đối tượng này là một cái nhóm đối tượng mà
rất là tốt để nghiên cứu những cái nghiên cứu về mặt hormone, là tại vì những cái nghiên cứu mà dựa trên những cái nhóm đối tượng mà không khỏe mạnh chẳng hạn ấy, thì nó có thể gọi là bị những cái biến thể, là bị những cái phần gọi là khác ảnh hưởng tới cái hồ sơ về mặt hormone của người ta. Như các bạn có thể nhìn thấy ở đây là độ tuổi rồi giới tính và kể cả là bệnh tật nữa. Và ở đây thì người ta có quy định là low carb diet là dưới 35% và high carb diet là trên 35% cái lượng carbohydrate mà hấp thụ vào, nạp vào. Và người ta so sánh dựa trên là đo cái phần trăm so với lại cái total energy intake, tức là cái tổng năng lượng mà những cái đối tượng nghiên cứu nạp vào, dựa trên những cái phần trăm như thế. Và nó dẫn tới cái kết quả ở đây là dựa vào 9.402 tổng cộng những cái báo cáo tổng hợp bài báo hoặc là những nghiên cứu, những cái báo cáo về mặt nghiên cứu, những báo cáo khoa học nào đó, thì người ta đã lựa ra rất là nhiều lớp như các bạn thấy ở đây. Và sau đó thì dẫn tới cái kết quả là có 27 cái nghiên cứu mà phù hợp hết với lại những cái tiêu chuẩn sàng lọc về mặt thông tin như ở phía trên, để gọi là người ta có thể làm phân tích tổng hợp dựa trên 27 cái nghiên cứu đó. Như các bạn có thể thấy, cái phần mà mình bôi sẵn ở đây là cái kết quả từ cái phân tích tổng hợp này dựa trên cái chuyện là nghiên cứu chế độ ăn low carb so sánh với chế độ ăn high carb, với lại cái chuyện nó có tác động tới cái total testosterone, cái mức testosterone tổng của bạn lúc nghỉ như thế nào. Mình phải nói rõ từng câu như vậy là tại vì nó không phải là một phân tích tổng hợp hay là một nghiên cứu. Cái kết quả mà giảm testosterone đến từ cái chế độ ăn mà high protein, các bạn đều phải biết là một chế độ ăn thì nó dựa trên tổng hợp của rất là nhiều yếu tố dinh dưỡng đa lượng và kể cả là vi lượng khác nhau. Còn ở đây người ta chỉ so sánh trong bản thân cái phân tích tổng hợp này dựa trên những cái nghiên cứu trong quá khứ giữa chế độ ăn low carb và chế độ ăn high carb, thì cái kết quả tổng thể cho thấy rằng khi so sánh với chế độ ăn high carb diet và low carb diet, thì cái chế độ ăn low carb diet và high protein, tức là có cái protein cao, thì dẫn tới cái chuyện là làm giảm, có cái kết quả là có một mức giảm testosterone khá là lớn như các bạn thấy ở đây. Tuy nhiên thì cái phần mà phân tích lại ở cái nhóm subgroup ấy thì kết luận rằng là cái kết quả này hay là cái sự ảnh hưởng này nó chỉ giới hạn riêng cho cái loại hình là low carb diet và high protein, tức là ở trong cái phân tích tổng hợp này dựa trên cái nghiên cứu so sánh giữa low carb và high carb thì chỉ có cái nhóm mà high protein low carb, tức là ăn protein cao và chế độ carb rất là thấp này, thì mới tạo ra cái kết quả là làm giảm testosterone mà lúc nghỉ của bạn. Và người ta cũng phải nói thêm rằng là cái nghiên cứu này thì cái mức độ người tham dự nó ở một cái mẫu khá là nhỏ, là chỉ có 26 người thôi. Và cái câu kết luận cuối của cái phần kết luận này như các bạn thấy ở đây là cái chế độ ăn mà low carb nhưng mà moderate protein, tức là khi có một mức độ protein ở mức độ trung bình, thì nó sẽ không tạo ra những cái ảnh hưởng mà có thể gọi là tạo ra một cái kết luận là nó có làm giảm hay không làm giảm, là tại vì cái ảnh hưởng của nó, cái hệ quả của nó với cái lượng testosterone của bạn nó không đồng đều, có cái xuống có cái lên chẳng hạn. Thì mình phải dẫn ra như thế và mình phải mở cho các bạn xem, như mình mở sẵn ở đây là cái bảng số 1 là cái bảng mà dẫn tới cái kết luận này. Thì như các bạn xem ở đây là có một cái phần ở đây là 26 người tham gia, và như là những cái thông tin các bạn thấy ở đây thì cái gọi là certainty of evidence, tức là cái độ chắc chắn về mặt gọi là bằng chứng ấy, thì nó chỉ ở mức độ trung bình thôi. Và mình có thể mở lớn ra cho các bạn xem là cái phần interpretation, tức là cái phần mà từ một cái nghiên cứu này, như các bạn thấy ở đây là high protein và low carb diet, chế độ ăn protein cao và carb thấp ở đây. Và nó có một cái dòng rất là quan trọng ở đây là short term LC diet only, tức là chỉ dựa trên cái chế độ ăn low carb mà ở trong cái quãng thời gian ngắn theo cái phân tích tổng hợp này là 3 tuần đầu tiên với lại 26 người tham dự, thì nó mới dẫn tới cái chuyện là có cái mức giảm testosterone mà tổng thể như các bạn thấy ở đây. Tuy nhiên cái phần dịch ra ở đây là phải dịch đúng là khi so sánh với chế độ high carb thì cái chế độ ăn mà low carb high protein short term, tức là cái chế độ ăn mà ở trong 3 cái tuần ngắn thôi, khi mà bạn ăn low carb và high protein, thì nếu so sánh với lại chế độ high carb thì nó dẫn tới cái chuyện là nó có cái kết quả là có cái mức total testosterone giảm khá là tương đối, như là bài báo dẫn ra, như cái phần kết luận ở phần tóm tắt của nghiên cứu cũng dẫn ra là nó có thể là lên tới 35% ở đây. Tuy nhiên
các bạn cần phải hiểu rằng là mình nhắc lại một lần nữa là cái chế độ ăn này ở trong cái gọi là short term thôi, ở trong cái giai đoạn ngắn thôi, khi so sánh với một cái chế độ ăn khác ở trong một cái tương quan so sánh tương đối như vậy, chứ không phải từ cái kết luận này dẫn ra cái chuyện là bạn ăn nhiều protein là bạn sẽ bị giảm testosterone ngay. Nên nó chỉ đúng ở trong cái ngữ cảnh cũng như là ở trong cái hoàn cảnh của cái phân tích tổng hợp này dựa trên những cái nghiên cứu. Và thực ra các bạn xem đến đây chắc chắn là các bạn có thể rõ rằng là những kết luận theo cái tính khẳng định là ăn protein nó sẽ dẫn đến cái chuyện mà giảm test, dẫn đến cái chuyện yếu sinh lý rất là nhiều thứ này kia, rối loạn cương dương rồi rất là nhiều vấn đề này kia, hoàn toàn là những cái suy diễn của những cái người làm báo viết báo thôi, chứ hoàn toàn là trong cái nghiên cứu này người ta không có đề cập tới những vấn đề đó. Và thực ra cái kết quả nghiên cứu thì mình cần phải diễn giải một cách đúng cách, nó còn nằm ở cái chuyện là nó giới hạn trong cái ngữ cảnh của nghiên cứu, giống như cái phần mà mình bôi ở đây là cái phần là cái đặc điểm của những cái study, những cái nghiên cứu mà được gọi là cho là phù hợp với cái phân tích tổng hợp này, với cái tiêu chuẩn của cái phân tích tổng hợp này và người ta đưa vào thì nó vẫn có những hạn chế. Người ta chỉ có đo đạc cái nồng độ cortisol sau khi tập dựa trên những cái bài tập aerobic thôi, những cái bài tập sức bền thôi, và những cái bài tập sử dụng trong này hay là chương trình tập luyện để sử dụng trong những cái nghiên cứu của cái phân tích tổng hợp này thì nó có cái khoảng thời gian rất là khác biệt, từ 15 đến 232 phút này, rồi với một cái mức độ căng thẳng là từ 60 đến 100% maximal oxygen uptake này, là cái khoảng khác biệt rất là lớn. Hay như cái chuyện chế độ dinh dưỡng trong này ấy, tức là cái phần mà can thiệp về mặt dinh dưỡng đưa cho cái nhóm đối tượng nghiên cứu ăn thì nó khác biệt từ 2 ngày tới 8 tuần và rất là nhiều những cái khác biệt ở trong này nữa mà các bạn có thể xem ở đây. Thì tất cả những yếu tố như thế và đặc biệt là yếu tố tập luyện nữa là một cái yếu tố mà nó có thể tạo ra những cái tác động rất là lớn tới cái hồ sơ về mặt hormone của các bạn, và nó có thể ảnh hưởng tới cái hormone cortisol cũng như tới cái hormone testosterone của các bạn. Là tại vì các bạn cũng biết là tập luyện thì còn tùy hình thức tập luyện, tùy thời gian tập luyện và tùy cái nhóm đối tượng tập luyện họ có kinh nghiệm tập luyện hay không nữa. Và chắc chắn rồi, đây là những cái biến số mà nó có thể ảnh hưởng tới kết quả của cái phân tích tổng hợp này, và nó cũng có thể ảnh hưởng tới kết quả của bản thân cái nghiên cứu và dẫn tới cái kết luận là với cái nghiên cứu như thế, với cái nhóm đối tượng như thế thì khi bạn ăn low carb và high protein có khả năng là nó sẽ làm giảm cái testosterone của bạn, nhưng phải nằm trong cái so sánh với cùng một cái chế độ tập luyện, cùng một cái nhóm như thế nhưng mà ăn hai cáp. Thì đây là những thứ mà các bạn cần phải hiểu rõ khi mà đưa ra những cái kết luận như vậy, chứ không là các bạn sẽ hiểu sai rất là nhiều. Đến cái phần những cái giới hạn của phân tích tổng hợp này là một cái phần mà rất quan trọng đối với những bạn mà yêu thích nghiên cứu, yêu thích xem những cái bài nghiên cứu rất là dài, dạng là review có hệ thống, dạng là meta analysis như này, thì các bạn đều phải lưu ý rằng nó luôn luôn ẩn chứa những cái giới hạn ngăn cản cái chuyện là cái kết quả người ta đưa ra bao giờ cũng gọi là chỉ ra cái khả năng là như vậy, nó không thể nào mà đưa tới cái khẳng định được. Tại vì rất là nhiều những biến thể, rất là nhiều những biến số thì người ta phải loại bỏ ra, và ở trong những nghiên cứu tổng hợp thì luôn luôn là gây ra những cái vấn đề tranh cãi về cái chuyện là bây giờ mình lên gọi là gói gọn cái thông tin lại, hay là mình lên chia tách cái thông tin nó ra. Cái chuyện này là một cái mà như các bạn thấy ở đây là những cái nghiên cứu về mặt dinh dưỡng, về mặt chế độ ăn ấy, thì nó thường không có giống nhau khi mà so sánh với nhau, là tại vì chế độ dinh dưỡng nó rất là khác nhau. Có thể bữa ăn là món ăn này, món ăn kia, nhưng mà những cái yếu tố đó thì hoàn toàn người ta phải tìm cách là bỏ qua hoặc là tạm thời bỏ qua để phân tích những cái khía cạnh khác. Hay là những cái phân tích tổng hợp như này thì nó đều cố gắng mà ước đoán, estimate effect, tức là dự đoán dựa trên những cái nghiên cứu mà có vẻ là tương tự nhau nhất, chứ không phải là những nghiên cứu mà giống nhau hoàn toàn. Và các bạn đều phải biết rằng là cái chế độ ăn, chế độ dinh dưỡng thì cái lựa chọn thực phẩm và cái thành phần thực phẩm rồi chế biến rồi rất là nhiều vấn đề, ngoài cái chuyện là dinh dưỡng đa lượng và dinh dưỡng vi lượng nữa thì nó ảnh hưởng tới sức khỏe rất là lớn. Tuy nhiên mục tiêu của những nghiên cứu tổng hợp này thì người ta phải tìm ra những cái gọi là dự đoán và tìm ra những cái cơ chế nào đó và tìm ra những cái bộ tiêu chuẩn nào đó để người ta có thể đạt được cái mục tiêu xem xét một cái khía cạnh, một cái tương quan. Đó là lý do tại sao mà trong những nghiên cứu như thế này thì người ta sẽ không có mang cái tính là
Kết luận tức là một cái kết quả hay là một cái kết luận người ta đưa ra, không có mặc định nó sẽ là tất nhiên hay nó sẽ là một cái mà bạn có thể thực hành được. Nó chỉ là một cái mà bạn cần phải xem xét thôi. Chắc chắn là phải đặt trong cái ngữ cảnh của cái nghiên cứu này và phải hiểu nó một cách tổng thể, tránh cái chuyện là đưa ra những cái kết luận rất là phiến diện như cái kết luận của những cái bài báo mà đã đưa thông tin về cái thông tin này. Thì như các bạn có thể thấy ở đây là mặc dù là theo cái phân tích tổng hợp này thì cái chế độ ăn mà low carb high protein, tức là các bạn phải đặt trong cái nghiên cứu này là cái chế độ ăn mà carbohydrate mà thấp và high protein, tức là cao protein nhưng mà ở trong một cái giai đoạn là chỉ có 3 tuần như cái kết luận mà mình đã chỉnh cho các bạn xem ở phần trước ấy, thì nó có thể tạo ra cái gọi là giảm sút về mặt total testosterone lúc nghỉ của các bạn. Tuy nhiên ở đây người ta chỉ có đưa ra một cái là gợi ý những cái cá nhân mà gọi là sử dụng cái loại hình ăn uống này, tức là low carb và high protein, chứ không phải là high protein không, chứ không phải là cứ ăn nhiều protein sẽ mặc định là sẽ có vấn đề ABCD này kia. Và người ta chỉ đưa ra những cái gợi ý cho những cái nhóm đối tượng như thế, thì may need to be cautious, tức là hãy để ý hơn. Từ may là một cái từ mà chỉ khả năng khá là thấp ở trong tiếng Anh. Nếu bạn nào mà chuyên về tiếng Anh thì có thể là bạn biết rõ hơn Vincent, thì người ta là cần thiết phải chú ý hơn là nó có thể là có những cái hệ quả hay là có những cái ảnh hưởng lên cái hệ thống nội tiết của các bạn. Đó, người ta phải hiểu một cách đúng đắn là như vậy. Và video này thì Vincent sẽ kết thúc ở đây. Rất là mong các bạn có được thông tin hữu ích, đừng bị dọa sợ và có cách tiếp cận thông tin khoa học một cách đúng đắn. Và khoa học mình phải nhắc lại là không phải để giải trí, và những cái kiến thức khoa học bạn đạt được ấy, dựa trên cái chuyện là bạn tự nghiên cứu hay là tự tìm hiểu nó một cách sâu hơn, kỹ càng hơn. Còn những cái thông tin ở trên online thì rất là nhiều những thông tin gây hiểu lầm, và cái cách diễn giải ở trong cái ngành này là những cái người mà không có kiến thức về ngành này rất hay diễn giải sai, đặc biệt là ở cái phần dịch thuật và đặc biệt ở cái phần mà người ta chỉ có convert, người ta chỉ có copy lại từ những cái trang nước ngoài chẳng hạn, và tam sao thất bản dẫn tới bạn hiểu lầm rất là nhiều. Nên mong các bạn hãy chú ý điều này. Còn như thường lệ thôi, hãy cho Vincent ủng hộ bằng cách like, share, subscribe, comment, bình luận các câu hỏi, các thắc mắc của bạn ở dưới kênh để ủng hộ cho kênh. Rất là cảm ơn mọi người.